Vòng bán kết VBA sắp diễn ra. Ai sẽ đi tiếp và ai sẽ dừng lại? Đà Nẵng Dragons đã sẵn sàng chiến thắng Hồ Chí Minh City Wings để giành tấm vé tranh ngôi vô địch VBA. Đón xem trận đấu vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 tại nhà thi đấu Quân khu 5. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Đà Nẵng Dragons cùng chinh phục, cùng chiến thắng.